sự kiện hot chưa từng có tại Vietravel. Lễ hội chào thu 2024 diễn ra duy nhất vào ngày 8 tháng 8 tại Vietravel với vô vàn ưu đãi hấp dẫn. Nhân đôi ưu đãi nhóm lên đến 8 triệu đồng. Chùm tour du lịch mùa thu ưu đãi đến 10 triệu đồng. Ngắm nhìn ruộng bậc thang tuyệt đẹp tại Tây Bắc với giá ưu đãi chỉ từ 6.990.000 đồng. Thưởng lãm sắc thu đặc sắc ở Hàn Quốc với giá ưu đãi chỉ từ 9.990.000 đồng. Khám phá cảnh sắc thiên nhiên Trung Quốc với giá ưu đãi chỉ từ 16.490.000 đồng. Chiêu giữa thiên nhiên hữu tình tại Nhật Bản với giá ưu đãi chỉ từ 22.990.000 đồng. Chiêm ngưỡng sắc vàng, sắc đỏ ở Mỹ với giá ưu đãi chỉ từ 47.990.000 đồng. Du ngoạn trời Âu lãng mạn với giá ưu đãi chỉ từ 48.990.000 đồng. Bên cạnh đó, bạn đừng bỏ lỡ những hành trình độc đáo với vô vàn trải nghiệm mới lạ trong mùa thu này. Hành trình khám phá hai nước Đông Dương, Campuchia, Lào với giá ưu đãi chỉ từ 6.990.000 đồng. Thưởng lãm đảo Bali xinh đẹp ở Indonesia, giá ưu đãi chỉ từ 13.090.000 đồng. Chinh phục tam giác vàng bí ẩn của Ấn Độ với giá ưu đãi chỉ từ 18.990.000 đồng. Hành trình caravan Mỹ, trải nghiệm xe tự lái qua cung đường huyền thoại 66, giá ưu đãi chỉ từ 119.660.000 đồng. Độc quyền tại Vietravel duy nhất ngày 8 tháng 8, hành trình 5 ngày 4 đêm du ngoạn mùa thu Hàn Quốc với giá ưu đãi chỉ từ 9.990.000 đồng đang chờ bạn đăng ký đây. Đến ngay lễ hội chào thu 2024, diễn ra duy nhất vào ngày 8 tháng 8 tại Vietravel trên toàn quốc để nhận được vô vàn ưu đãi cùng những cung đường tour hấp dẫn nhé bạn ơi.